GMMTV, nhà đài sở hữu hàng loạt series Boy Love nổi tiếng của Thái, một lần nữa khiến hàng triệu con tim xao xuyến với Bad Party The Series. Tựa Việt, chỉ là bạn thôi, nha bạn. Bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những series Boy Love thành công nhất của GMM. Vậy sức hút của Bad Party đến từ đâu? Lý do gì khiến fan hâm mộ phát cuồng vì bộ phim này tới vậy? Hãy cùng mình lướt qua 7 điểm sáng của series Bad Party trong video này. Và nếu bạn không muốn bị spoil, thì hãy cân nhắc trước khi xem nhé. 1. Nội dung thú vị. Bad Party là câu chuyện kể về Bad và Brand. Vì mâu thuẫn giữa hai gia đình nên họ đã được định sẵn là đối thủ của nhau từ khi còn chưa chào đời. Vốn chẳng thể làm bạn, hai chàng trai lại trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời đối phương từ lúc nào. Thể loại oan gia ngõ hẹp, từ ghét thành yêu, hay chuyện tình kiểu Romeo Juliet đều không quá mới lạ với đại đa số khán giả. Tuy nhiên, cảnh hai nhân vật chính dây trước cãi cọ, dây sau nhìn nhau đắm đuối trong Bad Party chắc chắn vẫn sẽ khiến bạn cảm thấy thích thú. Bộ phim khai thác vừa đủ yếu tố hài hước lẫn lãng mạn, giúp người xem không bị ngấy. Đặc biệt, chuyện tình giữa Bad và Brand cực kỳ healthy và balanced. Mọi cảm xúc, cử chỉ họ trao nhau đều mang lại cảm giác chân thật, dễ gây thiện cảm với khán giả. 2. Dàn trai xinh gái đẹp nhà GMM. Visual là yếu tố không thể bỏ qua khi xem phim nhà GMM. Nhan sắc của dàn cast trong Bad Party thật sự tỏa sáng tràn màn hình, đặc biệt là hai diễn viên chính. Ôm Ba Watt điển trai với làn da rám nắng, đôi mắt cún con, body sáu múi và nụ cười, Super Idol cũng không chóe bằng. Trong khi bạn diễn của cậu, Nanon Korapat có làn da trắng, gương mặt baby, cộng thêm hai má lúm đồng tiền khiến mọi con tim xao xuyến. Đó là chưa kể đến các nhân vật phụ, mỗi người một vẻ, đủ sắc thái cho bạn thưởng thức. 3. Thông điệp ý nghĩa. Bad Party không chỉ là một câu chuyện tình yêu, đồng hành cùng hai nhân vật chính, bạn sẽ cảm nhận được giá trị của tình bạn, học được cách giải quyết mâu thuẫn, hiểu được tầm quan trọng của gia đình, hay lớn hơn nữa là vấn đề môi trường. Bộ phim cho ta thấy cách người trẻ nên yêu, sống, theo đuổi ước mơ và bảo vệ lý tưởng của mình. Hành trình của Bad và Brand thực sự mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa. Chúng được sắp xếp khéo léo để người xem không cảm thấy gượng ép. Câu nói của người đàn ông làng chài gần cuối phim đã trở thành một trong những lời thoại yêu thích nhất của mình. 4. Girl Love cực dễ thương. Nếu như trong các bộ Boy Love khác, nhân vật nữ thường phải sắm vai người thứ ba, hay mờ nhạt đến nỗi khán giả còn không nhớ tên, thì trong Bad Party có hẳn một tuyến truyện riêng dành cho hai nhân vật nữ. Họ được xây dựng là những cô gái thông minh, xinh đẹp, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Họ là người bạn, người yêu, người thân tuyệt vời mà chúng ta ai cũng muốn có. Mặc dù CP này xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi phân cảnh đều vô cùng đáng yêu, góp phần tạo thêm điểm sáng cho series Bad Party. 5. Diễn xuất của bộ đôi nam chính. Ông Ba Watt là gương mặt quen thuộc trong các series Boy Love. Chàng diễn viên sinh năm 2000 thể hiện các cảnh tình cảm vô cùng mượt mà. So với những bộ phim trước đó, diễn xuất của cậu trong Bad Party được đánh giá là tiến bộ hơn nhiều. Không quá khi nói rằng, người xem có thể nhận thấy cảm xúc của nhân vật Bad qua từng ánh mắt. Mặt khác, Nanon Korapat, nam chính của vô số series nhà GMM, lần đầu tiên thử sức trong một bộ Boy Love. Dù chưa có kinh nghiệm trong mảng này, nhưng Nanon vẫn chứng minh được mình là một trong những diễn viên thực lực nhất nhà GMM. Các cảnh bộc lộ nội tâm của nhân vật Brand đã thực sự chạm đến trái tim khán giả. 6. Chemistry đỉnh cao. Nhiều người cho rằng phản ứng hóa học giữa Ôm và Nanon chính là bệ phóng cho thành công của Bad Party. Hai nam chính vốn dĩ là bạn thân, nên tương tác giữa họ vô cùng chân thật và thoải mái. Dù ship hai người theo kiểu romance hay bromance thì đều không có cảm giác gượng ép. Họ yêu và hiểu nhau theo một cách rất riêng. Mối quan hệ của hai người có thể định nghĩa bằng một từ, tri kỷ, soulmate. Hơn nữa, phản ứng hóa học giữa Ôm và Nanon bùng nổ cả trong phim lẫn ngoài đời, nên bạn có thể yên tâm đu CP trong hạnh phúc rồi đấy. 7. Nhạc phim siêu hay. Bad Party sở hữu những bản OST chất lượng. Mỗi bài đều mang sắc thái riêng, bộc lộ cảm xúc của hai nhân vật chính. Bên cạnh đó, lời hát cũng cực hợp với nội dung phim, nhất là hai bài được thể hiện bởi nam chính Nanon Korapat. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu bạn nghiện nghe Just Friend hay Our Song sau khi xem series này đâu. Vừa rồi là những lý do khiến mình lọt hố Bad Party The Series. Tất nhiên, phim tồn tại khá nhiều vấn đề mà các series khác nhà GMM hay mắc phải. Nhưng nói cho cùng, bộ Boy Love này vẫn là một trải nghiệm cực kỳ đáng giá. Vì vậy, nếu bạn muốn xem series Boy Love nhẹ nhàng và đáng yêu,
thì hãy cho Bad Buddy một cơ hội nhé. Mình là Paris. Cảm ơn bạn đã xem video này.